Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy do tịnh giới nên tuy có thể làm việc theo thứ bậc tu học theo thứ bậc hành trì theo thứ bậc như thế nhưng quán tất cả hoàn toàn chẳng có thể nắm bắt được vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không lại nữa thiện hiện đại bồ tát ấy từ khi mới phát tâm tu hành an nhẫn ba la mật đa nên tự hành an nhẫn ba la mật đa cũng khuyên người hành an nhẫn ba la mật đa khen ngợi chỉ rõ công đức an nhẫn ba la mật đa hoan hỉ khen ngợi người hành an nhẫn ba la mật đa đại bồ tát ấy khi hành an nhẫn thường dùng tài vật bố thí cho các hữu tình khiến đèo đầy đủ đã bố thí rồi an trụ giới uẩn an trụ an nhẫn an trụ định uẩn tuệ uẩn giải thoát uẩn giải thoát tri kiến uẩn do giới định tuệ giải thoát giải thoát tri kiến uẩn thanh tịnh nên vượt qua các bậc thanh văn và độc giác hướng nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát nhập bậc tránh tánh ly xanh của bồ tát rồi mới có thể nghiêm tịnh cõi phật thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật thành thục hữu tình được viên mãn rồi mới có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột rồi mới có thể chuyển bánh xe tránh pháp do chuyển bánh xe tránh pháp nên an lập hữu tình ở pháp ba thừa hữu tình an trụ ở pháp ba thừa rồi giải thoát sanh tử chứng đắc niết bàn này thiện hiện đại bồ tát ấy do an nhẫn nên tuy có thể làm việc theo thứ bậc tu học theo thứ bậc hành trì theo thứ bậc như thế nhưng quán tất cả hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không lại nữa thiện hiện đại bồ tát ấy từ khi mới phát tâm tu hành tinh tấn ba la mật đa nên tự đối với các thiện pháp phát khởi chuyên cần tinh tấn ba la mật đa cũng khuyên người đối đối với các thiện pháp, phát khỏi sự chuyên cần tinh tấn ba la mật đa, khen ngợi chỉ rõ công đức. Đối với các thiện pháp, phát khỏi sự chuyên cần tinh tấn ba la mật đa, hoan hỉ khen ngợi người đối với các thiện pháp, phát khỏi sự chuyên cần tinh tấn ba la mật đa. Đại Bồ Tát ấy khi hành tinh tấn thường dùng tài vật bố thí cho các hữu tình khiến được đầy đủ. Đã bố thí rồi an trụ giới uẩn, an trụ an nhẫn, an trụ tinh tấn, an trụ định uẩn tọa uẩn giải thoát uẩn giải thoát tri kiến uẩn do giới định tọa giải thoát giải thoát tri kiến uẩn thanh tịnh nên vượt qua các bậc thanh văn và độc giác hướng nhập tránh tánh ly xanh của bồ tát nhập bậc tránh tánh ly xanh của bồ tát rồi mới có thể nghiêm tịnh cõi phật thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi phật thành thục hữu tình được viên mãn rồi mới có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột rồi mới có thể chuyển bánh xe tránh pháp do chuyển bánh xe tránh pháp nên an lập hữu tình ở pháp ba thừa hữu tình an trụ ở pháp ba thừa rồi giải thoát sanh tử chứng đắc niết bàn này thiện hiện đại bồ tát ấy do tinh tấn nên tuy có thể làm việc theo thứ bậc tu học theo thứ bậc hành trì theo thứ bậc như thế nhưng quán tất cả hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không